bạn là chính bạn có thể đưa con sang cái đài để làm bác ái chia sẻ cho những người nghèo. Xin mời anh đại diện nhận nhận máy này để anh gửi tặng cho những người nghèo cần đến bảo chúng cho Chúa. Cho gì? Việc ơn gì? Vậy gì? Rồi, thì chúng đi bệnh là đau chân, phải không? Hả? Đau chân 5 năm không khỏi, rồi sau 5 năm về vào đây và cầu nguyện để Chúa chữa lành, đúng không? Hallelujah! Đó là lần thứ nhất là đau chân 5 năm. Lần thứ hai? Lần thứ hai là mất ngủ 3 năm. Đau chân 5 năm, mất ngủ 3 năm và đã được Chúa chữa lành. Về thì đã ngủ con chưa? Con thứ ba là bị đau tay và nhắn tin cầu nguyện để đã khỏi được Chúa. Rồi, thì này là ngày ăn, thì không cần nói cô biết chị thì ăn đâu rồi.